không gian xanh hoàn mỹ, hiện đại trong thiết kế, hạnh phúc thăng hoa, tương lai rộng mở. FPT City Đà Nẵng, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại, dịch vụ tiện ích hoàn hảo và thiên nhiên xanh. Thành phố xanh thông minh tại Đà Nẵng, Việt Nam. FPT City Đà Nẵng là sự kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và công nghệ hiện đại, tạo nên một thành phố xanh thông minh, năng động và tràn đầy sức sống. Thành phố của tương lai, nơi mỗi cư dân cảm nhận sự khác biệt của môi trường sống và tự hào là công dân điện tử của FPT City. Thay đổi tạo nên điều kỳ diệu. Thành lập năm 1988, FPT đã liên tục phát triển và trở thành một trong những tập đoàn công nghệ thông tin và viễn thông hàng đầu Việt Nam. Với gần 13.000 nhân viên trẻ năng động, sáng tạo, lấy sức mạnh công nghệ làm nền tảng, FPT đã không ngừng tạo ra các giá trị gia tăng cho cuộc sống, phát triển mở rộng trong các lĩnh vực giáo dục, tài chính ngân hàng, bất động sản. Một trong các dự án quan trọng của tập đoàn FPT là khu đô thị công nghệ FPT Đà Nẵng, tọa lạc tại quận Ngũ Hành Sơn với tổng vốn đầu tư 1 tỷ đô la Mỹ. Từ đỉnh núi Ngũ Hành Sơn nhìn xuống dòng sông Cổ Cò chảy hiền hòa, ta sẽ thấy dự án là bức tranh được phối hài hòa giữa những đường nét thiết kế trẻ trung hiện đại với màu sắc thiên nhiên xanh mát. Trải rộng trên diện tích hơn 181 hectare, FPT City Đà Nẵng sở hữu một vị trí chiến lược khi cách sân bay quốc tế Đà Nẵng và trung tâm thành phố khoảng 10 phút xe hơi. Gần bãi biển công cộng, các khu nghỉ mát sang trọng, sân golf đẳng cấp quốc tế The Dunes, Montgomery Links, trường quốc tế Singapore, trường đại học Mỹ Thái Bình Dương, bệnh viện đa khoa hiện đại của thành phố, công viên văn hóa Ngũ Hành Sơn. FPT City Đà Nẵng được quy hoạch để trở thành khu đô thị hoàn chỉnh với các khu trung tâm thương mại, tài chính, văn phòng, khách sạn, khu mua sắm, trường học, bệnh viện quốc tế. Từ bất kỳ vị trí nào trong FPT City, người dân chỉ cần mất vài phút để tiếp cận các tiện nghi sinh hoạt. Các khu thể thao, giải trí và nghỉ dưỡng tại FPT City Đà Nẵng rất được chú trọng. Với trung tâm thể thao trong nhà và ngoài trời, khu vực spa, bến du thuyền, đặc biệt với ý tưởng mang thiên nhiên vào tận thềm nhà, bãi biển nước gột nhân tạo rộng gần 7 hectare cho phép cư dân thỏa thích tắm mình trong làn nước trong xanh suốt ngày bất kể thời tiết. Cư dân nơi đây sẽ tận hưởng môi trường sống kiểu mẫu và không gian nghỉ dưỡng lý tưởng. Mong muốn kiến tạo một đô thị bậc nhất, FPT đã chọn SOM, công ty hàng đầu thế giới về quy hoạch đô thị, để thiết kế quy hoạch cho FPT City Đà Nẵng. Với hơn 75 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và các công trình nổi tiếng như tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa tại Dubai hay khu đô thị Phú Mỹ Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh, quy hoạch của SOM hứa hẹn sẽ đem đến cho FPT City giá trị gia tăng và bền vững với thời gian. Dành hơn 100 hectare cho không gian xanh và các tiện ích công cộng, FPT City Đà Nẵng được xây dựng theo tiêu chuẩn quốc tế thân thiện môi trường. Các khu công viên kết hợp với kênh hồ nhân tạo ngoài chức năng là nơi dành cho hoạt động giải trí, còn có công năng kiểm soát, tận dụng nguồn nước mưa, ngăn chặn lũ lụt. Ngoài hệ thống các tuyến phố xanh, FPT City Đà Nẵng còn kết hợp mạng lưới cơ sở hạ tầng thông minh, ứng dụng các thế mạnh vượt trội của tập đoàn FPT về công nghệ thông tin, viễn thông, công nghệ xanh, tiết kiệm năng lượng.
FPT City là khu đô thị hoàn chỉnh với một loạt các loại hình nhà ở như nhà phố, căn hộ, biệt thự với thiết kế hiện đại, sang trọng, diện tích đa dạng, mức giá hợp lý, đáp ứng mọi nhu cầu sinh sống, làm việc và là cơ hội đầu tư hấp dẫn. Với mong ước công dân FPT City được hưởng nền giáo dục tân tiến, một hệ thống giáo dục từ mẫu giáo đến trung học theo tiêu chuẩn quốc tế được xây dựng tại đây. Dự án còn dành diện tích cho trường đại học FPT và trung tâm đào tạo nghiên cứu công nghệ phần mềm. Không chỉ là nơi sinh sống lý tưởng, FPT City Đà Nẵng còn là nơi ươm mầm những tài năng công nghệ, đem lại cơ hội trong việc làm. Thiên nhiên đã ưu ái dành cho Đà Nẵng vẻ đẹp tươi tắn với sắc màu phong phú của biển, của sông, của núi. FPT City Đà Nẵng sẽ là nét tô điểm thêm vào bức tranh này bằng hình ảnh một thành phố trẻ, năng động, hiện đại, cộng đồng văn minh, một môi trường sống bền vững. Một đô thị xanh thông minh trong lòng thành phố xanh Đà Nẵng sẽ là không gian sống hoàn hảo của các công dân điện tử thế kỷ 21. Hãy cùng FPT tự hào tạo dựng thành phố xanh thông minh tại Đà Nẵng, Việt Nam.